người. Bỏ quên không, 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 anh không có cái biên phòng, anh đi với anh bà. Anh mát rồi. Thì sao? Mệt rồi. Hả, nói gì vậy? Rồi bây giờ Khoa về nhà chưa? Sợ quá thì về nhà đi chứ ở ngoài đường chi. Về nhà đi, mình sợ quá, ở nhà là cái nơi an toàn nhất mà mình về. Nếu mà mình sợ quá về. Thôi không sao đâu, nói chung nghỉ ngơi đi chứ không sao đâu Khoa. Nói chung là an tâm đi Khoa, cứ cho địa chỉ đi, anh kêu hai chú bảo vệ tới bảo vệ Khoa. Đúng rồi. Rồi liên hệ, liên hệ với công an phường liền luôn. Công an phường bên Khoa hả? Bên ở đây có hai anh dân phòng nè, Khoa đọc địa chỉ đi, Lâm kêu anh hai anh tới cho bảo vệ. Hỏi hả, tùy vậy. À kêu công an phường hả? Công an phường giờ ta đi ngủ hết rồi. Rồi vậy, vậy đi, rồi vậy ha. Ờ, ok mà. Ừ, đi bộ về đi. Làm giảm lượng đường huyết trong máu. Đúng rồi, đó mình có điều hỏi một ngày tập biết bao nhiêu nhà cho má. Ôi, chứ tập gì? Chị chức tập bộ hả? Nè, chị chức cái không ngủ cái 12 chưa dậy ra quán là ngồi cái chiều. Chị bán với số. Đâu có tập đâu, nhìn ngồi đâu có tập đâu, tập ngồi hả? Trời, bán với số mà đeo vàng nhược bự vậy. Trời, đang cái hộp này nó bự. Rồi. Cái số gì mà đeo vàng, đeo kim cương hoặc vàng. Ơi trời, cái gì vậy? Đó, trời ơi, ok, cái gì đó. Trời ơi. Đó. Đó. Đẹp luôn á. Nè, cái đeo này ra đường là người ta hay ấy lắm nha. Ai tặng vậy? Ai tặng vậy? Đeo đồng hồ Rolex luôn nha cả nhà. Đó, đây đồng hồ. Đồng hồ này cũng 37 triệu á, giá thị trường là 37 ha. Ai cái nhà đúng có nói là giá tệ nhất cũng 3 4 triệu. Đó. Đây là 15.000 hai cái tặng hai viên kẹo. 15.000 gì mà. Chút. Ủa chú. Ủa mang về. Mới mang về gì đó, sang lên chim. Đó rồi về đúng không? Thôi bữa nay trời quá nha. Bữa nay tôi thấy bà bỏ con giữa chợ bột nhọt mà hết mà bà đặt ồ xí nhụm chứ. Cái ghét bây giờ chợ. Bắt tay rồi. Rồi vui vẻ nha. Chúc cho bà lúc nào cũng sức. Má là đuổi tay, tôi bắt tay mà bà đưa tôi nắm tay gì, tôi bắt tay. Bắt chân. Rồi, dễ thương quá má ơi. Rồi được anh trả trở về tôi cảm ơn. Bà có trả tiền xe không? Ê, mày mạ nha nha. Không có giỡn là mày mạ nha. Thấy không? Má này cái tay chân hư lắm nè. Được không vậy? Rồi cô đừng gặp con bướm nha má. Trời ơi. Ê, ê, cái đó bây giờ. Cho mày ủi á. Má giỡn hoài. Giỡn hoài giờ nặng đó nha. Bây giờ. Ê bà. Trời ơi. Bữa tao bị bể mà mềm mà. Bể kìa. Ê mày để vô tét hén bà. Nghe cái ngã bà kìa. Mày đi dẹp. Đi dẹp cho. Trời ơi. Dẹp bà mang kỳ vậy trời. Thôi lấy đi về luôn. Về luôn hả? Bà bỏ luôn đi. Bà xin tao quýnh mày á. Yeah, rồi, cầm khác đi. Mày ra sớm, cái gì vậy mà bóc cái gì của tao? Nè, chị cả với chị cả khẽ tay bà nè. Cái nào ăn ăn, cái nào cúng mới cúng nha bà nội. Rồi, rồi, rồi. Rồi, bye bye. Mấy bà mày không ai mày nắng bằng bà. Đó, việc bán hết là chiếc xe về nha cả nhà. Đó. Anh cả chở lạng qua bên cô Vin cái anh cả mới chịu về. Cái người nào tóc thì trắng hết cho mẹ. Đỏ. Đỏ. Vi trắng hết cho mẹ. Vi, sực với cho mẹ. Má đây ngậm người, ngậm người. Ôi, trời ơi. Vi. Quẩy kìa. Cái này có dơ đâu, cái này hoa hậu nè, hoa hậu thân thiện nè. Biết chỗ khác. Biết hoa hậu thân thiện. Người đẹp vậy.
cũng phái vậy lắm. Thấy rồi nha, thấy rồi nha. Anh ơi, bê đê nè, anh ơi. Không có chơi bê đê phải không anh? Ôi trời ơi, không. Ca nhìn là ca biết bê đê, đâu cần phải nói đâu. Mày chửi hai tao luôn á. Bỏ máy quay xuống. Bỏ máy quay, mày bỏ máy quay xuống. Không có quay gì hết, bỏ xuống. Giờ nằm nó đi. Sao hút này như giờ anh? Hả? Đang ăn nè, ông này lên nè, đậu có chí đánh tránh bữa ăn đó nha Quang. Thì đánh luôn đi chứ, đi chứ khỏi tránh luôn. Người ta nói nhổ bưởi tốt luôn. Ơi nấu chè đi Quang. Chè bưởi đi được á. Ta nói nhổ bưởi tốt luôn. Biết ta nói chè bưởi là gì không? Chè bưởi là gì hửi biết không? Là gì? Không biết luôn. Là gì hửi, ông này đậu. Ê, trên mạng bức vô Quang, trên mạng có comment cho khách. Khách đắng cái mẹ nè. Hổn ghê bây giờ. Ông giỡn con, ông giỡn ai lớn tuổi ai nhỏ tuổi vậy coi. Ủa Quang Vương ai lớn hơn con? Nhìn ai lớn hơn? Nhìn ai... Vương là già hơn chắc rồi trước tiên. Nè bây giờ nhìn coi bự con hơn. Ai bự con hơn? Cô Vương trong vai mẹ. Đó. Đúng không? Cô Vương giờ review mì cay của quán này với một hộp cá viên chiên nè. Quá trời. Ủa trời đánh với bữa ăn nha con quỷ này. Ê coi chừng nhát vô cái lỗ mũi thì chết luôn á. Cô Vương đang review. Rồi vô. Món ý là chưa có được. Hay là đợi vô tóc xong người mới nói. Coi kìa. Ôi chưa ác chứ sợ ba điện ta giữ chưa. Còn mày không lấy ra. Ai biết mày không tiêu tao tưởng sao. Ủa quay tao đưa mày giờ mà mày không tao lấy cho tao nữa. Để tao không có chí mà. Để tao không có chí mà. Trời. Ủa giờ VV dám hung Phương mà Phương không dám hung VV luôn hả? Gì đâu hung nha, bình thường mà chị em nha đúng không? Chị em thường. Đấy. Mà cuối cùng ai húi đây rồi? Giờ cho Khoa kết thử đi coi biết miệng ai húi liền. Bởi nó gặp ai nó cũng nói miệng húi hết. Mày không lắm nó đánh mọi người nói thầy ơi. Không nói gì nói thầy. Đi thay gì đánh nói giờ đánh VV đi. Nó thì cái nước ai mà xem clip được. Em ăn kia. Em ăn kia cho mày tỏ vô gì của mày. Đó, VV nói ra được cái người nói giỡn lại bắt quay qua nói người vô duyên. Còn nó VV thôi rồi, nói người ta. Ủa còn có nói VV vô duyên không? Đó, đó, đó. VV giỡn còn vẫn vui vẻ cười nha. Bây giờ mình sẽ review nè VV hỏi không đi còn comment. Dạ. Hôm nay đi rồi. Nhắn tin đi comment. Tin rồi. Hôm nay hay gửi mail luôn mọi người. Có mail của Lâm luôn hả? Có trời. Chị cu đen ăn ngon quá đi. Có dầm ngửi cu đen xui ghê. Hãy luôn rồi đuổi dành. Em ăn đấm vú ngon lắm. Vương này ăn đúng ngon xuất sắc. Lấy hàng ơn qua cho Vương có mà. Cảm ơn. Ủa con cả hỏi Vương Vương xong bán trứng cút đi cô Vương. Trứng cút kia hả? Ừ. Tại thường cô Vương nó đá trứng cút, nó trứng cá. Người ta tưởng có bán trứng cút. Người ta hỏi rồi có bán. À nó chân lẹ vậy mày. Hay vậy mày. Nó tập trước á. Nó tập trước rồi mẹ bé. Không có cặp nha cũng này cặp. Tối nào chị cũng coi mấy đứa hết trơn á chị. Dạ. Cảm ơn chị nha, chị coi chị có hay comment không chị? Dạ, con, mấy người thả tim cho tôi đứa mới chịu. Dạ. Một thứ bảy hay lý hả? Không ai gì mày ngủ luôn á. Thì ngủ tôi biết số. Bị mại luôn má ơi. Rồi. Nhưng mà Phương buổi tối có ra livestream, có ra quán nữa. Mày ăn hết rồi bây giờ đến VV nha. VV hay thích sinh si. Đó. Không, VV bình thường ý là nói vậy cho nó xô không thôi. Chỉ cần á nói một cái gì mà VV không vừa lòng VV sẽ cắt động lại liền. Cắt động vật lý liền. Hello mọi người nha. Nói chung nói VV không giống anh Khoa thì nó ổn thì nó không giống anh Khoa nó ổn thì có tướng phương hề giống Khoa. Giống như cái kiểu là không hài làm hài lòng mình là mình sẽ cắt động vật lý liền. Ủa tính ra ba chị em còn thân với nhau mà. Cảm ơn Pro Thanh á. Chỗ nào cần là thân, chỗ nào không cần nữa. Bữa trời mưa đúng rồi Lý Hằng ơi. Rồi ăn tờ, cái gì viên nè. Thôi đi ăn đi. Ủa bộ cô Phương cũng đâu không biết. Ê, nè, nè, nè. Trời ơi, gì vậy? Sao em cứ té hơn kìa. Trời ơi. Nàng đó dễ thương cô kìa lắm. Cảm ơn Lý Hằng nha, Lý Hằng khen VV dễ thương nè. Em cảm ơn Lý Hằng. Đi đo mắt. Của em luôn dễ thương. Cảm ơn bà Rotan nó đưa lát. Bây giờ mọi người nói vậy thẳng này tới bay á. Là bạn có mới gặp chị em thấy chị dễ thương không? Có. Phải thiệt á. Tại vì dễ thương cái nào? Dễ thương. Em dễ thương hay đẹp chị? Đúng rồi. Đúng rồi.
Chị đừng khen, chị khen là Bibi nhớ hoài luôn, gặp ai Bibi cũng hỏi đó, hỏi là Toàn ơi, Bibi có đẹp không, ta khen Bibi ghê, quay qua hỏi Lâm, Lâm ơi, nãy ta mới khen Bibi ghê, trời ơi. Người ta nói là mực ngọt chết rồi, nhưng mà em không thích nghe lời mực ngọt đó, chị hiểu không, nhưng mà có sự thật đó là như vậy rồi, chị hiểu không, bây giờ mà chói chạy được. Như vậy? Ủa, cái chạy 50 nha. Đó. Bi Bi lúc nào cũng mực ngọt đấy mọi người. Còn gì bữa Liên Trang rồi, bữa nay động lực nè. Ủa, ly nước này của ai mở ra, lấy nhãn găng đi. Làm lại bên YouTube cho mình. Ừ, lấy nhãn găng đi. Đó, đây Bi ở review cái ly nước của cô Hương nha, mấy cái nhãn nè. Ủa hết thì đi lấy để chửi ra. Gì? Để Lâm tắt like đó mọi người ơi, Khoa gọi Lâm nãy giờ gọi này quá đẹp. Thằng này không ăn được cái gì hết trơn á. Ai cái nhãn cũng gớt nữa. Ủa Lâm là fanpage nào vậy? Có theo dõi là fanpage Lâm Aban luôn. Nãy giờ em mình vẫn Ê Bi con không có fanpage đó nha.